Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai nước khẳng định mạnh mẽ hơn nữa quyết tâm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Trước thềm chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Oliver Brochet đã trả lời phỏng vấn báo chí, trong đó đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm song phương và đa phương này. Về phía Việt Nam, Pháp là một trong những nước đầu tiên mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Ngay sau khi nhậm chức một thời gian ngắn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã bố trí thời gian để dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nhất tham dự sự kiện. Theo đại sứ, điều này cho thấy tầm quan trọng của cộng đồng Pháp ngữ với Việt Nam không chỉ về kinh tế mà cả ở các diễn đàn, cơ chế quốc tế mà Việt Nam tham gia. Về phía Pháp, Việt Nam có vai trò quan trọng trong tổ chức quốc tế Pháp ngữ và cộng đồng Pháp ngữ. Trong quan hệ song phương, Pháp luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Năm 1997, Việt Nam đã đăng cai hội nghị cấp cao đầu tiên và duy nhất cho đến nay của cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á. Đại sứ nhận định, Việt Nam với hơn 100 triệu dân, dù số người nói tiếng Pháp không còn nhiều như cách đây 20 tới 30 năm. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn ủng hộ quảng bá, giảng dạy tiếng Pháp. Về kinh tế, Việt Nam có thể tiếp cận thị trường các nước nói tiếng Pháp hàng trăm triệu dân với cơ hội kêu gọi đầu tư, xuất khẩu sản phẩm. Hội nghị cấp cao Pháp ngữ năm nay có sự tham dự của đại diện của hơn 100 quốc gia và chính phủ sẽ được tổ chức tại Fiero Coteres và Paris. Đại sứ Oliver thông tin, phiên khai mạc diễn ra vào ngày 4 tháng 10. Đây chính là nơi mà Franz Scott I thế kỷ 16 đã ký một trong những sắc lệnh nổi tiếng nhất của mình, đưa tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ chính tại Pháp. Phiên toàn thể sẽ diễn ra tại cung điện Grand Palais ở Paris. Vào ngày 5 tháng 10, đại sứ nhấn mạnh hội nghị lần này là dịp để các lãnh đạo thảo luận về tình hình kinh tế chính trị thế giới và trong không gian cộng đồng Pháp ngữ, đề ra những định hướng hợp tác nhằm ứng phó với thách thức toàn cầu, phát huy vai trò của cộng đồng Pháp ngữ. Pháp và Việt Nam có quan hệ lâu đời, được tạo nên bởi sự tin tưởng ngày càng cao. Hai nước đang quyết tâm rất lớn trong tăng cường quan hệ. Năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Điện Biên Phủ, Bộ trưởng Quân đội Pháp Le Cornu đã thăm Việt Nam, là minh chứng cho tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai tốt đẹp vì sự hợp tác phát triển giữa hai nước, hai dân tộc. Theo đại sứ Oliver, chuyến thăm tới đây của Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng là dịp để khẳng định mạnh mẽ hơn nữa quyết tâm của hai nước trong tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Lãnh đạo hai bên sẽ có trao đổi, đưa ra những định hướng để tăng cường quan hệ hợp tác, mở ra những lĩnh vực hợp tác mới như phát triển bền vững, năng lượng, giao thông, đổi mới sáng tạo. Dự kiến hai bên sẽ ký kết hiệp định liên chính phủ trong lĩnh vực giáo dục. Đại sứ cho rằng, việc ký kết văn kiện này sẽ là điều kiện để phía Pháp phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam nhằm tăng cường việc giảng dạy tiếng Pháp trong các trường tại Việt Nam, từ đó sẽ tăng số lượng người nói tiếng Pháp. Về giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước, đại sứ bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam lựa chọn sang du học tại Pháp. Về văn hóa, ngay từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước đã có sự hợp tác. Dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao năm 2023 thể hiện rõ với chủ đề văn hóa chia sẻ. Phía Pháp cũng giúp Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Higgins nhận định Việt Nam và Iceland không có lĩnh vực nào, chủ đề nào mà không thể trao đổi hợp tác. Tổng thống Higgins nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Iceland, đánh giá cao đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tổng thống khẳng định coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và không có lĩnh vực nào, chủ đề nào mà hai bên không thể trao đổi hợp tác. Tổng thống Higgins nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam năm 2016 và bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế cũng như các nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iceland. Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao việc chính phủ Iceland đã dành cho Việt Nam vị trí ưu tiên trong chính sách hợp tác phát triển thuộc khuôn khổ chiến lược Iceland toàn cầu, triển khai hoạt động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đến năm 2025. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn Iceland tiếp tục cung cấp hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong lĩnh vực ưu tiên như tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Nhân dịp này,
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo Chính phủ Việt Nam đã quyết định và đang triển khai các thủ tục thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Iceland. Hai lãnh đạo bày tỏ tin tưởng quyết định này sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai nhà lãnh đạo khẳng định đây là trụ cột hợp tác quan trọng và đang phát triển tích cực khi kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ năm 2024. Hai bên cần tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, thúc đẩy kết nối thương mại đầu tư, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Việt Nam và Iceland phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại lên 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên hoan nghênh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Đại học Nghiên cứu, Đổi mới và Khoa học Iceland thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về giáo dục đại học, cũng như việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và các đại học hàng đầu của Iceland. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Iceland Higgin nhất trí tăng cường hợp tác tại diễn đàn đa phương ASEAN-EU, Liên Hợp Quốc, ứng phó với thách thức toàn cầu, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, bảo đảm chuỗi cung ứng. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Iceland tối mùng 2 tháng 10 tại thủ đô Dublin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm trường đại học Trinity Dublin. Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu với tiêu đề Tầm nhìn về kỷ nguyên mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Iceland vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Đại học Trinity Dublin là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời và danh tiếng nhất ở Iceland. Được thành lập vào năm 1592 bởi nữ hoàng Elizabeth I, Đại học Trinity Dublin nằm ở trung tâm thủ đô Dublin và được coi là trường đại học hàng đầu ở Iceland, cũng như một trong những trường đại học uy tín nhất châu Âu. Với Việt Nam, Đại học Trinity Dublin dự kiến triển khai chương trình liên kết đào tạo chuyên ngành quản trị và kinh tế với Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian qua, hai bên có cử người tham gia một số hội thảo khoa học của nhau. Phát biểu tại trường Đại học Trinity Dublin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi đến thăm trường, một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất thế giới, nơi đã đào tạo ra những nhân tài vĩ đại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam Iceland có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa, hai dân tộc đều trải qua nhiều hy sinh mất mát to lớn trên hành trình đấu tranh kiên cường bất khuất vì tự do, độc lập dân tộc. Hai nước đều đề cao truyền thống hiếu học, sự hòa hiếu và mến khách, giá trị gia đình và tình đoàn kết. Việt Nam đánh giá thành tựu phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội của Iceland và Iceland còn là một biểu tượng của tinh thần đoàn kết và uy tín quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy đây làm tư tưởng kim chỉ nam để bảo vệ và phát triển đất nước. Việt Nam cũng tiếp tục lấy con người là trung tâm, là động lực phát triển, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, kế thừa truyền thống của dân tộc về yêu trụng hòa bình, hòa hiếu, lấy chí nhân thay cường bạo, Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng 4-0, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam ủng hộ việc tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phản đối các hành động đơn phương, chính trị cường quyền, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Với tâm thế đó, Việt Nam đã đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh quốc tế. Trong 10 năm qua, hàng ngàn chiến sĩ Việt Nam đã đồng hành cùng Liên Hiệp Quốc trong các nỗ lực gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế và cải thiện đời sống người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa cho nhiều nước trên thế giới, bước vào kỷ nguyên phát triển mới với thế và lực mới. Việt Nam quyết tâm thực hiện hiệu quả ngoại giao thời đại mới, sẵn sàng đóng góp tích cực và chủ động hơn nữa vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.